ông ấy là công hiến của mùa xuân, các công hiến bạn nào mà cũng đẹp như những bông hoa ấy. Chuyện đó là phải đau băng băng ra bị dối. Cô bạn hôm nay chúng mình đã cùng nhau cùng múa hát đón xuân, các con có thích không? Đàn đầu ca lớp một giáo số 5 biểu diễn. Cô xin mời các bạn con trai này sẽ dùng nhạc cụ để hỗ trợ cho các bạn gái hát nhé. Cô xin mời các bạn con trai lên nào. Các bạn gái đây xin vào nào. Con mẹ gọi điện thế là nhưng mà vì sao lúc đấy mình đang bận không nghe đâu, vì sao gọi điện mẹ của nó lại lên. Này, tôi hỏi khi không phải cái này có cái room không? Có. Nhưng mà room từ từ thôi nha, không còn quá mắt. Cô vừa room vừa còn gì? Ừ. Cả lại. Mời bà vào đây đi. Vâng, nghe nghe tin chủ ba rằng đây đây này, để lên đây một cái. Quanh lên đi rồi. Cầm hoa, cánh hoa gì thế nào? Hoa mai vàng. Hoa mai vàng là tượng trưng của ngày Tết ở các con miền Nam đấy. Đây là hoa mai vàng.
Phương ơi, cho con trông cho vị học sinh của lớp mấy lớp cho các cô đang dự gọi cả hơi tất cả các cháu ở dưới đấy, tất cả đấy tôi để cho chị ở dưới đấy, nhưng mà cho học sinh luôn chứ không phải như là nhá, ra tay làm thương bạn lên đi. Trời sao mận xanh, giọt mưa.